Vâng, thì sau đây em cũng test con G901, G9000 gửi cho anh Hưng ở tỉnh Nam Định nha. Thì bác yêu cầu chuyển qua điện lưới Việt Nam. Thì điện lưới Việt Nam hiện tại là khoảng là dao động 240, các bác nên chuyển qua cầu 240, đừng chuyển qua cầu 220 nha. Đây, nếu đã chuyển qua được điện gia đình, chúng ta hãy chuyển qua điện 240 nha các bác. Tại vì các bác thấy đo dòng điện Việt Nam bây giờ họ lúc thì 230 mấy, 240, 250. Nên các bác mình chuyển 220 thì nó dư điện là nó hay bị cháy bóng nha. Đấy. Nếu chuyển 220 mà điện nó lên lúc lên 250 là dễ máy bóng đi đi hộp lắm nha. Nên là các bác đã chuyển qua điện Việt Nam thì chuyển qua điện 240 luôn nha. Rồi. Để chuyển điện cho bác rồi. Sau đó lên đèn và mời các bác cùng nghe. Nghe những em này rất là phê. Phê mà đẹp nữa nha. Đây là bát mic chép này. Đây, bát này. Mic này, chép này. Đấy. Tiếng nó rất là lực. Ba lăng này các bác, hai đồng hồ vô. Mới tin được các gửi cho anh Hưng tỉnh Nam Định nha. Đấy, em vừa có điện thoại một tí rồi, chiều nay là đóng hàng vào thùng xốp rất là to lên đường cho bác luôn, bác chờ nhận hàng nha. Điện đã chuyển được điện qua lưới Việt Nam rồi, 240.